nhằm giáo dục, gìn giữ và phát huy truyền thống 75 năm lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình, mùng 1 tháng 4 năm 1947, mùng 1 tháng 4 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, để tiếp nối truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, quyết thắng. Đây là buổi tọa đàm viết tiếp truyền thống vẻ vang 75 năm lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình được Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Qua đó, mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh, càng thêm tự hào về mảnh đất con người cố đô, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Đây là một cái chương trình rất là bổ ích đối với mỗi cán bộ chiến sĩ trẻ chúng tôi. Qua đó thì chúng tôi phải tiếp tục giữ vững, phát huy và tô thắm thêm cái truyền thống vẻ vang đó. Để thực hiện được điều này thì mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi cũng luôn là cố gắng phấn đấu trên mọi lĩnh vực để hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ được giao. Hướng đến kỷ niệm 75 năm lực lượng tỉnh thì chúng tôi đã thứ nhất là tôi tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, sự nghiêm chính quy. Và chúng tôi đã xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình như là chi đoàn huấn luyện giỏi, chi đoàn huấn luyện nghiêm và tổ vọng gác thanh niên, tổ 3 người. Và đồng thời với đó tôi đã xây dựng các công trình phần việc thanh niên. Nhà bia di tích lịch sử tại thôn Khê Đầu Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, nơi thành lập tỉnh đội dân quân Ninh Bình, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cách đây 75 năm, luôn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Nay rất là vinh dự tự hào cho tôi được về thăm nơi thành lập đầu tiên của tỉnh đội dân quân Ninh Bình. Qua trò chuyện tuyên truyền của bác Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình, là lớp thế hệ đi sau, nêu cao tinh thần nhận thức về cách mạng, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý vũ khí tốt, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Cần phải làm tốt cái công tác giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ. Lý do vì sao? Một, thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. Cái thứ hai là phải giáo dục cho thế hệ trẻ. Vì sao chúng ta phải giáo dục truyền thống? Là vì có được ngày hôm nay, cần cho thế hệ trẻ thấy được đó là cái sự hy sinh to lớn bằng xương máu của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên của lực lượng vũ trang, của đồng bào, đồng chí đã đổ xương máu để có cái cuộc sống ngày hôm nay. Cái ý thứ ba là hiện nay trong cái thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch, thì thế hệ trẻ là một đối tượng hết sức quan trọng mà các thế lực thù địch đang tìm cách để mà tha hóa đối thế hệ trẻ, làm cho thế hệ trẻ quên lịch sử. Cái điều này hết sức nguy hiểm. Chính vì vậy mà chúng ta làm tốt cái giáo dục truyền thống để cho họ nhận thức đúng và luôn luôn được xây dựng cái bản lĩnh, cái lòng yêu nước, yêu quê hương để từ đó tiếp tục phát huy cái truyền thống của cha ông trong cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phấn khởi tự hào, lực lượng vũ trang tình nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kiên cường, quyết thắng. 75 năm qua, nêu cao tinh thần cảnh giác, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.